Và Vọng xin được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ cổ của Đơn Độc Pháp. Đây là một chiếc đồng hồ cổ Jura các bác ạ. Một chiếc đồng hồ cổ Jura em nhận xét đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Từ phần ngoại hình đến bộ máy rồi đến cái chất lượng âm thanh. Âm thanh đây là một bộ âm thanh chơi trên nền gông đồng các bác nhé. Và em xin được mời các bác cùng em nhìn qua một chút về cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ cổ của người Pháp. Đặc biệt nó là mang tên một vùng đất nổi tiếng của đất nước Pháp, đó là vùng đất Jura. Và đây là một chiếc đồng hồ Jura. Các bác nhìn giúp em này, một mẫu thiết kế thùng người xưa người đã thiết kế bằng chất liệu gỗ bên trong là chất liệu gỗ tự nhiên, nhưng bên ngoài thì đã ép thêm một phần gỗ nu để tạo nên cái độ mịn và những cái đường vân đối xứng nhau, đặc biệt là những đường vân đối xứng nhau rất là hợp lý và hài hòa, đúng không các bác? Em sờ chiếc thùng này rất là thích tay các bác ạ. Nó còn giữ được nguyên cái gọi là nước sơn bóng của người Tây các bác nhé. Nguyên cái nước sơn bóng của người Tây nên sờ vào rất là thích các bác ạ. Một chiếc tay cầm bằng kim loại này với hai bông quả được đối xứng hai bên. Phần cánh thì được uốn lượn rất là mềm mại và nó không bao giờ thiếu sang trọng khi kết hợp cùng với một cái phần kính gương ở bên dưới này. Được điểm bốn góc là bốn họa tiết hoa văn tráng gương kết hợp với quả nắc ở bên trong đấy ạ. Thùng thì nhận xét thì đây là một chiếc đồng hồ nó còn đẹp tổng thể lên tới tầm 94% các bác nhé. Thùng nhìn sơ qua thì gần như là không có cái vết xước xác gì nhiều các bác nhé, nên các bác yên tâm trong quá trình mà mình sưu tầm hoặc là treo lên. Ở bên trong đây các bác nhìn này, một phần bản đề ba ốc các bác nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Bình thường các bác chỉ thấy là phần bản đề của chúng ta chỉ có hai ốc thôi, đúng không ạ? Phần nẹp kính hai bên này, và đây bên trên sẽ là một cái phần mặt số đen và kết hợp với cái nền vàng nhạt nên nó rất là nổi bật. Và cái biểu tượng của người chủ cũ sở hữu này, bộ kim thì không thể che được, đúng không các bác? Bộ kim đặc trưng của thương hiệu Jura. Ba cái nỗ vành khuyên con vẫn còn đầy đủ này. Xuống bên dưới đây là cái phần cài quả nắc và phần cài tay đen cót. Em quên rồi, em chưa cài cái phần tay đen cót nên cho các bác nhìn nhé. Đây là tay cót zin của thương hiệu Jura đây ạ. Khóa gông này, hai ốc chống tường hai bên còn này các bác nhá. Em dịch lên bên trên một chút. Đây là cái bộ gông đồng đây, thanh bắt chống máy còn này, và một bộ máy vách đồng thì rất là đẹp. Đây các bác nhìn qua này, một bộ máy vách đồng đây, trục còn trắng sáng các bác nhá. Và vách đồng vàng đây rất là đẹp. Bên trên thì các bác nhìn này, nó còn nguyên cả cái lớp giấy niêm phong còn nguyên kìa các bác ạ. Người chú người ta còn chưa gỡ ra cơ. Bộ gông đồng thì không thể chê được rồi. Em xin được thử qua một chút về âm thanh của cái bộ gông đồng để các bác được thưởng âm. Các bác cảm nhận thế nào về âm thanh của cái bộ gông đồng trên chiếc đồng hồ cổ Jura mà em vừa thử chuông cho các bác? Khá là hay đúng không các bác? Rất là ít chiếc mà Jura mà sở hữu được cái bộ gông đồng cho cái âm thanh nó rõ nét như thế. Mời các bác nhìn tổng thể một lần nữa vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ Jura. Thùng nu, bộ máy đồng và gông đồng rất là đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.